ta đứng đây đứng đứng đây đứng đây nhầm đường rồi đấy. Đứng quay vào hướng này này. Thế anh em hôm nay tôi về nó làm video ASMR mô hồng hồng thì có thế đấy. Green green được chưa bao giờ nai ừ chị phải oh my god ไปกูสายเข้าวิดีโอไปเลยมาถ้าพี่ใส่ที่จะโดดมิดเลยเหรอกาบอยthằng nào qua kìa không qua đây cố cố lên để anh một bé này đó anh rắc kéo được chất của dân chơi ngầu nhất là rất chéo rồi đúng mẹ mất mẹ cái sắc rồi em mở lock à chưa p chưa mày chưa mày quay là chị là mày sẽ làm đơn rồi nó giết chị này mày để nó giết chị à ta nói nhà nó có em thực tốt đấy để chị đi loot thêm đồ à mày đang progression đi ba nhân bên cạnh chị không anh ghét final được anh đấy đợi anh qua được nào cho xin cái final rồi nào kìa 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 nó kìa để anh của anh đừng có tranh của chị hai phai khoảng bố rồi đây rồi thằng nào đây tao đi vào luôn đi, nhà mình có xe đầy mà. Nó rất kinh cơm mà. Anh xin bét blue nha. Cái giải pháp mà cho bởi vì anh thành nhà green có cái đường tăng nhắm mà anh tự lên trời luôn anh gần đến nơi thì anh nga có phải nhau đấy không nhờ nữa cái này đẹp ai ai ném ấy vai cái kiếm này đẹp ấy mà ai nó lút em mày vào cổ nó lấy oxygen what the xong
chị chạy đây. Chị chạy ra mình lấy ML luôn, lấy cái tương. Lấy cái tương thay vì một quả NP. No! Pin Fish! Pin anh check video này à? Thôi mày mẹ chết chết. Chúng ta cũng đến với game tiếp theo thôi nào. Yeah. Sau khi game 1 tôi đã chiến thắng dễ dàng, phải đến với game tiếp theo. Chiến thắng gì chết rồi. Chiến thắng. Thua mà. Mày im mồm. Chiến thắng còn gì nữa. Ok. Đưa bạn để anh có quét cho. Ok. Ok. Rõ ràng ta chiến thắng. Thảo anh đi. Thua vãi chỉa ra. Cái anh đi lùi, anh lỗi, anh Vinh có phải pro ấy. Anh có vào được. Kéo thôi. Ui, mình thật là tin. I'm so pretty. Dập sát này. Oh. À, nó bay đi kìa. Thôi, kệ thôi. Mày nghĩ anh là một người dễ dàng thế sao? No. Oh, anh nhảy qua đây. Anh đừng bắt nó mà. Anh bay bét rồi. Nó chạy rồi vào được. Thằng Lim này, mày là một thằng tệ bạc. Tại sao mày qua nhà ta mày không đập bét gì? Bởi vì mày không đập được cái gì. Thằng thua cuộc. Thằng thua cuộc. Ít thua con gái. Thì toxic. Wait, what?